Mở đầu bản tin ngày hôm nay với diễn biến từ giải Premier League, trận đấu sớm vòng 36 giữa Manchester City và Leicester đã khép lại với thất bại 1-2 của đội chủ sân Old Trafford. Với những người hâm mộ Quỷ Đỏ thì đây có thể là kết quả dễ dự đoán khi nhìn vào đội hình mà huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tung vào sân. Đã có đến 10 sự thay đổi so với đội hình xuất phát so với chiến thắng trước Aston Villa cách đây 2 ngày. Thậm chí những cầu thủ tuổi teen của MU cũng được trao cơ hội, và trong một ngày như vậy không quá khó hiểu khi khung thành của David De Gea bị rung lên đến 2 lần. Sang kẻ đó là pha lập công của Mason Greenwood. Với thất bại này, Manchester United đã chính thức giành ngôi vô địch Premier League mùa này cho người hàng xóm Manchester City. Nếu MU muốn thách thức Man xanh, chúng tôi cần củng cố đội hình của mình. Xin chúc mừng Manchester City, họ đã có một mùa giải tuyệt vời, nhưng tôi hài lòng với các chàng trai của mình. MU sẽ thực hiện những bước đi tiếp theo và có thể chúng tôi cần thêm vài cầu thủ nữa để củng cố đội hình. Ngay sau khi tiếng còi trận đấu giữa Manchester United và Leicester City vang lên, ở nửa còn lại của thành Manchester, các cổ động viên của The Citizen đã bắt đầu mở hội ăn mừng trước vô địch của thầy trò Pep Guardiola. Đây cũng là chiếc vô địch thứ 3 của đội chủ sân Etihad trong 4 mùa giải gần đây và là lần thứ 5 trong 10 mùa giải vừa qua. Điều này thật sự quá tuyệt vời, đặc biệt là sau chiếc vô địch năm ngoái của Liverpool. Chúng tôi đã nghĩ rằng sự cạnh tranh sẽ kéo dài nhiều mùa giải nữa, nhưng những gì Pep đã làm thật không thể tin nổi. Ông ấy thật sự là thiên tài, là huấn luyện viên số 1 thế giới. Thật kỳ diệu khi lại là nhà vô địch Premier League. Tôi biết điều này sẽ đến từ vài tuần trước. Nó cũng đã hoãn lại một chút nhưng không sao. Mọi thứ giờ đang rất tuyệt vời. Với việc vô địch sớm tại Premier League, thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola giờ có thể hoàn toàn tập trung cho trận chung kết UEFA Champions League với Chelsea sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 5 tới đây. Trong khi đó tại La Liga, Barcelona đang cạn dần hy vọng cạnh tranh ngôi vô địch sau trận hòa 3 đều trước Levante. Barca đã có một khởi đầu vô cùng thuận lợi nhờ vào phong độ xuất sắc của Messi. Tiền đạo 33 tuổi mở tỷ số ở phút 25 và sau đó khoảng 10 phút, Messi cũng là người châm ngòi ở tình huống Pedri nhận đôi cách biệt cho đội khách. Tuy nhiên cũng giống như nhiều trận đấu khác ở mùa giải năm nay, hàng thủ của huấn luyện viên Ronald Koeman đã để lộ ra quá nhiều sơ hở. Họ để cho các chân sút của Levante dễ dàng gỡ hòa trong những phút đầu hiệp 2. Và ngay cả khi tái lập thế dẫn bàn nhờ pha lập công của Dembele ở phút 64, thì sự chậm chạp của Pique và các đồng đội đã giúp cho Levante có được bàn gỡ hòa của Sergio Leone. Với tư cách một huấn luyện viên, tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất. Chúng tôi đã bước vào hiệp 2 với cường độ chơi bóng kém hơn và tỏ ra chậm chạp. Chúng tôi đã sa sút và đó là vấn đề. Chúng tôi phòng ngự không tốt, thật đáng thất vọng. Trong khi đó, tại Serie A, thủ môn Gianluigi Buffon đã xác nhận sẽ chia tay Juventus vào cuối mùa giải. Đây là lần thứ hai Buffon chia tay với bà nằm già sau một mùa giải trắng tay. Trong hai năm cuối khoác áo Juventus, Buffon chỉ là dự bị của Sassuolo. Mùa này, Buffon thi đấu 12 trận và giữ sạch lưới 6 lần. Dù vậy, ở tuổi 43, thủ thành này vẫn chưa có ý định giải nghị và sẽ tiếp tục chinh phục ở một đội bóng mới. Huyền thoại người Tây Ban Nha Andres Iniesta đã không trao giày như nhiều tin đồn đoán. Thay vào đó, anh tiếp tục thi đấu cho Vissel Kobe theo hợp đồng mới kéo dài 2 năm vào đúng sinh nhật lần thứ 37 của mình. Mặc dù đó là giai đoạn đầy khó khăn nhưng chúng tôi đã tạo nên lịch sử cho câu lạc bộ, ví dụ bằng cách giành các danh hiệu. Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là cảm thấy mọi người xung quanh vẫn đánh giá cao mình. Tôi muốn tiếp tục ra sân với niềm đam mê mà tôi mang đến đây từ 3 năm trước. Iniesta đã có 77 lần ra sân trên mọi đấu trường cho Vissel Kobe trong hai mùa giải vừa qua ở Nhật Bản, ghi 16 bàn và có 18 kiến tạo cho đội bóng của J-League One. Anh góp công lớn giúp câu lạc bộ này giành cúp hoàng đế và siêu cúp Nhật Bản. Trở lại với những chuyển động của đội tuyển Việt Nam trong đợt tập trung cho vòng loại World Cup 2022. Khắc nghiệt, đó là những gì có thể nói về giáo án và kế hoạch tập huấn của huấn luyện viên Park Hang-seo dành cho đội tuyển quốc gia. Nếu như ngày hôm qua các cầu thủ đã phải căng mình tập luyện trong cơn mưa tầm tã, thì ngay trong sáng nay lúc nhiệt độ ngoài trời ở mức cao nhất, ông thầy người Hàn Quốc lại tiếp tục yêu cầu các cầu thủ thực hiện giáo án chiến thuật đã đề ra. Đây thật sự là một bất ngờ khi trước đó buổi tập ngày 12 tháng 5 được ấn định vào lúc 17 giờ. Có lẽ bản thân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã lường trước những khó khăn về thời tiết tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng như bản thân ông đang đặt mục tiêu rất cao tại chiến dịch này, và điều đó cũng đã được chính các học trò của ông chia sẻ. Mặc dù thời tiết nào thì các cầu thủ cũng phải cố gắng để hoàn thành cái buổi tập luyện của mình thôi. Tất cả các cầu thủ đội tuyển Việt Nam thì sẽ có cái sức đề kháng tốt nhất để chống chọi với mọi thời tiết.
Tin vui cho toàn đội Việt Nam là Trọng Hoàng đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể tập luyện cùng toàn đội. Tuy nhiên, trong hai ca chấn thương còn lại, đặc biệt là Văn Hậu vẫn sẽ cần thêm ít nhất 3 tuần nữa để bình phục hoàn toàn. Một tin không vui nữa cũng xuất hiện khi Xuân Trường bị tái phát chấn thương cổ chân và sẽ cần tập luyện hồi phục trong khoảng 2 buổi. Cũng trong sáng nay, các cầu thủ đàn em tại đội tuyển U22 Việt Nam đã tiến hành buổi tập thứ hai của mình trong đợt tập trung lần này. Thời tiết nắng nóng cùng việc phải tập trên sân mặt cỏ nhân tạo khiến cho các cầu thủ xuống sức rất nhanh, đặc biệt trong các bài tập rèn thể lực từ ban huấn luyện. Tuy vậy, với các cầu thủ, họ cũng đã ý thức được tầm quan trọng của đợt tập trung lần này. Áp lực thì chắc chắn là sẽ là áp lực rồi, nhưng mà đây cũng là động lực để cho anh em toàn đội sẽ phải nhìn thấy vào để tập trung hơn và cố gắng hơn để hoàn thành nhiệm vụ của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện đưa ra để làm sao có một kết quả tốt nhất. So với các đàn anh tại đội tuyển quốc gia, các cầu thủ tại đội tuyển U22 Việt Nam không bị áp lực về mặt thời gian, nhưng ngược lại áp lực thành tích, đặc biệt là sự so sánh giữa họ và thế hệ đã vô địch SEA Games 30 tại Philippines sẽ là vô cùng lớn, và chỉ có thể vượt qua được những khó khăn đó, họ mới có thể thực sự trưởng thành. Theo kế hoạch, đội tuyển U22 và đội tuyển quốc gia sẽ có một trận đấu tập nội bộ trước khi đội tuyển quốc gia lên đường sang các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Trong phần cuối của bản tin sẽ là những chuyển động nhanh của bóng đá Việt Nam. Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai mới đây đã thông báo chiếc áo đấu của Hoàng Anh Gia Lai mang số 13 cùng chữ ký của huấn luyện viên Kiha Tisak đã được bán với mức giá 130 triệu. Cùng với các khoản ủng hộ khác từ các nhà hảo tâm, số tiền thu được đã lên đến gần 200 triệu đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được Kiha Tisak gửi tặng cho quỹ phòng chống Covid-19 Thái Lan. Ngôi sao sáng giá nhất của Sông Lam Nghệ An là tiền vệ Phan Văn Đức mới đây đã lên tiếng khẳng định anh hiện tại chưa nhận lời câu lạc bộ nào, dù sau mùa giải 2021, hợp đồng của anh với đội bóng quê hương sẽ hết hạn. Hiện tại, dù Sông Lam Nghệ An đang xếp cuối cùng ở V-League 2021, nhưng cá nhân Văn Đức vẫn thể hiện màn trình diễn ấn tượng với 5 bàn thắng.